Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc SUV. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản đặc biệt, phiên bản 2.2 máy dầu đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn ạ. Nhắc đến Santa Fe thì quý vị và các bạn đã biết rồi đấy ạ. Cái phiên bản máy dầu là phiên bản cao cấp, đặc biệt nhất và quan trọng nhất vẫn là ở cái phiên bản máy dầu ạ. Các cụ người ta đã có câu rồi, xe con phải đi hai đầu và Santa Fe thì cứ phải máy dầu mà chơi. Đấy. Máy dầu thì là phải nhắc đến Santa Fe ngay ạ, phiên bản 2.2 máy dầu, đăng ký 7 chỗ ngồi ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2015 này ạ. Nhìn về cái phần ba đợt sốc đằng trước đây, quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Phiên bản này là cái phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp cho nên là xe cũng đã được trang bị từ đèn pha bi xenon, đèn LED đến rửa đèn pha đấy ạ. Đấy, đầy đủ hết cả option rồi. Và đặc biệt là nó không có bị đâm đụng hay là bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả. Chúng tôi cam kết về điều này ạ. Không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Và cái cụm đèn pha đây quý vị các bạn ạ, rất là mới, rất là sáng ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn LED, rửa đèn pha, đầy đủ hết cả rồi. Gương chiếu hậu là gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy. Thưa với quý vị các bạn, tích hợp xi nhan trên gương luôn đấy ạ. Và cũng nói thật với quý vị các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về và còn vừa mới rửa qua đi thôi. Chúng tôi còn đem rửa đi đây để quay cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Chưa có thời gian để đánh bóng đâu ạ. Rửa cũng rửa là qua loa thôi chứ chưa được sạch sẽ lắm đâu quý vị các bạn nhé. Cho nên là nhìn nó không được bắt mắt lắm đâu ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì mời quý vị các bạn qua xem trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này tại cửa hàng chúng tôi. Đấy, đây là cái phần ba đợt sốc sau. Đầu tiên thì mời quý vị và các bạn xem về cái phần cụm đèn hậu đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, cụm đèn hậu cũng còn nguyên bản, chưa có bị nứt vỡ hay là cong vênh gì cả. Đây là phiên bản Santa Fe. Cụm đèn hậu đây ạ. Cụm đèn hậu còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Phiên bản là CRDI 4WD, tức là số tự động 2 cầu 2.2 máy dầu ạ. Đầy đủ option rồi, từ khóa thông minh, đèn nổ, start top, cảm biến lùi, camera lùi, phần cảm biến lùi của chiếc xe đây ạ. Và đây là cái phần camera lùi quý vị các bạn nhé. Đầy đủ hết cả, cửa nóc đầy đủ rồi, la răng cũng còn rất là đẹp và chưa có xước sát gì đâu ạ. La răng còn rất là đẹp này, cả bộ la răng này chưa có xước sát gì cả, rất là đẹp. Bởi vì chúng tôi chưa có dọn rửa gì đâu, mới rửa qua loa bên ngoài đi là đem ra đây để quay cho quý vị và các bạn cùng xem thôi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây ạ. Cái tay nắm cửa nó toàn mở cửa luôn, rất là sáng. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe cho gia đình của mình 7 chỗ thì đây là cái sự lựa chọn quá là tối ưu đấy quý vị các bạn ạ. Vừa kinh tế lại vừa chạy tiết kiệm này, vừa hiệu quả này, vừa giữ giá. Phiên bản Santa Fe máy dầu thì cực kỳ giữ giá. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2015, chúng tôi đang bán với giá là 840 triệu đồng đối với quý vị và các bạn ạ. 840 triệu đồng vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn vẫn có thể vay tối đa lên đến 5 năm, 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về tổng thể về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì khá là hoàn hảo đấy quý vị và các bạn ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có sơn si gì cả, nhưng chủ xe này đi cũng rất là cẩn thận cho nên là nó không có xước xát gì nhiều đâu. Đấy, chưa có sơn, chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp hay chưa có làm bất kỳ một cái điều gì mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy quý vị và các bạn. Tôi lấy về cái là đẹp quay luôn, chưa có thời gian để làm quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái tổng thể về cái phần ngoại thất bên ngoài thì không có bị xước xát, không có làm sao đâu ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Rất là đẹp ạ. Một lần nữa mời quý vị và các bạn cùng tôi xem lại một vòng quanh xe. Sau đó là tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy, mời quý vị và các bạn cùng tôi xem tiếp một vòng nữa ạ. đi một vòng quanh xe mà không tìm thấy một cái vết xước nào đâu quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem về cái phần khoang nội thất của chiếc xe này nè. Mời quý vị và các bạn. Đầu tiên tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần táp bi cánh cửa trước bên lái. Đây là cái táp bi cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Tất cả đối với những chiếc xe là sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản ạ, chúng tôi cam kết tất cả nó là còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Đấy. Quý vị và các bạn đến xem là không mất công đâu, tôi quay rất là chi tiết rồi. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề các thứ còn nguyên bản này. Và đặc biệt là cái phần táp bi cửa này nó cũng còn rất mới. Xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện ạ. Đây là cái nút gương chiếu hậu gập điện, nó có chữ auto. Auto tức là tự động nhá, bấm khóa là gập gương, mở khóa là gương mở nhá. Đấy là auto. Và ghế là nội thất ghế da, ghế điện, nhớ ghế hai vị trí ạ. Đây là cái phần nhớ ghế đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần nội thất ghế da này. Rất là đẹp này, rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da này, rất là mới này, ghế chỉnh điện này. Và chủ xe cũng đã bọc lót sàn này, lót sàn da này, bộ lót sàn 3D này, đầy đủ hết cả rồi. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, chưa có làm gì mà nó đẹp như này đấy ạ. Và thưa với quý vị và bạn, đây là cái vô lăng nhá, vô lăng nó rất là mới. Tôi vừa mới bóc cái ốp vô lăng ra cho quý vị bạn xem này, vừa bóc ra nó có cái vết của cái ốp vô lăng nhá, bẩn thôi. Đánh đi là nó sạch nhá, chứ không phải xước sát gì đâu, vô lăng rất là mới đấy ạ. Và cam kết với quý vị và các bạn cái đồng hồ này là chuẩn luôn này. Tôi mở lên cho quý vị các bạn xem. Đấy. Cái đồng hồ này là chuẩn luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi là không tua đâu ạ, 5 vạn 7 km rồi đấy ạ. Sản xuất năm 2015 đến nay là tính ra cũng đi được 5-6 năm rồi, mới 5 vạn 7 thôi, rất là ít ạ. Chiếc xe này là của một cái chủ xe là một anh bộ đội nhé. Đấy, chủ xe là một anh bộ đội đấy ạ. Ông chả biết là làm cái gì như có ban tổ chức ở trên xe đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Cửa nóc này, cửa sổ panorama toàn cảnh này. Đấy, tôi mở ra cho nó rộng nhé. Đấy, đấy, đóng vào này. Một chạm thôi ạ. Đấy, đây là cái phần. Đấy, cửa sổ nóc này, rất là ok rồi. Vô lăng cần số thì rất là đẹp. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút đấy quý vị các bạn nhé. Đây là toàn những cái vết bụi bẩn thôi này. Đấy, vết bụi bẩn này, nếu như dọn dẹp đi là nó sẽ sạch ngay ạ. Và đây thưa với quý vị bạn, chủ xe cũng rất là cẩn thận này. Đến cái táp lô này cũng đã được bọc cái thảm này lên cho nên cái táp lô rất là mới đấy ạ. Nếu như bỏ cái bọc này ra là táp lô rất là mới đấy, chủ xe phải nói rất là cẩn thận. Chủ xe không những bọc cả táp lô này, vô lăng này, đây chúng tôi bỏ cái vô lăng này ra nó như mới. Cần số cũng rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, 5 vạn 7 chuẩn nhé, chúng tôi cam kết là chuẩn luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Tất cả về cái phần option này thì rất là đẹp rồi, tuyệt vời rồi. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa phía sau nhé. Đây là cái táp bi cửa phía sau này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết là chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả. Keo chỉ này, và cái phiên bản này có cả rèm cửa đây quý vị các bạn ạ. Đấy, có cả rèm cửa luôn nhá. Rất là đẹp và rất là tiện lợi cho những người ngồi sau này đỡ bị nắng này. Đấy, đây là cái rèm cửa nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Đấy. Đấy, nội thất thì rất là đẹp, mặc dù là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì. Đây cho quý vị các bạn xem đây, nó chỉ là bẩn thôi nhé. Đây là những cái vết bẩn mà do chúng tôi chưa dọn dẹp gì đây này. Đấy, bẩn đấy, nếu như mà anh đánh dọn đi là nó mới lắm đấy ạ. Chủ xe cũng rất là cẩn thận đây quý vị các bạn xem là từ năm 2015 mà những cái này là ni lông cũng chưa bóc này, này. Đấy, ni lông còn chưa bóc cơ, từ năm 2015 đến bây giờ. Và cái phần ghế này thì cũng ít có người ngồi, sao tôi thấy là ít người ngồi này, vì nó còn rất mới như này đây. Đấy. Da rất là mới, da từ ghế sau là rất là mới. Nội thất rất là mới đấy ạ. Đấy, lót sàn 2 lớp luôn ạ. Lót sàn 3D này, sàn da bên dưới này, rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Tôi quay về cái phần nội thất bên trong cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Xe cũng đã được trang bị này, màn hình giải trí thông tin đa phương tiện này, điều hòa tự động 2 vùng độc lập này, khóa thông minh đè nổ start top này, vô lăng khâu da tích hợp các phím điều khiển. Nhìn cái vô lăng này nó hơi bẩn một chút thôi quý vị các bạn thông cảm nhé. Đây này, do tôi vừa bóc cái ốp vô lăng này ra này, bên trong mà nó sẽ bị bẩn như cái này, bẩn lên là do cái ốp vô lăng này thôi nhá, đánh đi là nó sẽ sạch hết ạ. Tôi bóc ra để cho quý vị bạn xem cái vô lăng nó nguyên bản nó như thế nào đây ạ. Đấy, nó hơi bẩn một chút thôi, quên tôi không cầm cái khăn đi, bóc ra đáng nhẽ tôi phải lau luôn nhưng mà đêm bóc ra chưa lau đi được cho nên là nó hơi bẩn một chút ạ. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này, đầy đủ hết cả này. Đấy, rất là mới đây, cho quý vị bạn xem nếu bỏ cái lớp này ra này, nhìn cái táp lô này rất là mới luôn đấy ạ. Chủ xe phải nói rất là cẩn thận giữ gìn chiếc xe đấy ạ. Đây là cửa sổ nóc này, từ cửa sổ nóc mở nóc này, panorama đầy đủ luôn đấy quý vị các bạn này. Đấy, tôi mở cái cửa nóc cho quý vị các bạn cùng xem này. Đấy, cửa sổ toàn cảnh luôn. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn. Auto tức là một chạm chứ không phải bấm giữ ạ, vào luôn rồi. Thật là tuyệt vời, một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Mở ngồi trong xe có thể nhìn rõ là toàn cảnh bên ngoài luôn này. À, yeah, bên ngoài là các anh ấy đang thả diều đây quý vị các bạn xem nhé. À, các anh ấy đang thả diều là cũng nhìn rõ con diều đang bay ở bên ngoài luôn đây này. À, nhìn rõ hết luôn. Nó rất là đẹp, và túi khí thì đã được trang bị túi khí là quanh xe luôn rồi. Đấy, túi khí quanh xe. Tôi sẽ cho quý vị các bạn xem về cái cốp sau. Trước tiên tôi phải tắt cái điện này đi đã, không lát nữa là nó hết ắc quy, để lâu là nó hết ắc quy quý vị bạn nhé. Đây là cái phần cốp này, cốp cũng đã được là cốp điện rồi. Đây là cái cốp điện đây quý vị các bạn nhé. Bấm ở trên điều khiển cũng mở được, nhưng tôi bấm bằng tay đây. Ôi giời, quên mất, vẫn còn cái đồ của chủ xe quý vị các bạn ạ. Vẫn còn cái đồ của chủ xe để trên xe luôn này, tôi về còn chưa dọn ra cơ. Thôi cứ để đấy đã. Lốp sơ cua này, đồ nghề các thứ, lốp sơ cua bên dưới cả. Đồ nghề cũng rất là mới này, chưa có dọn dẹp gì, là nó hơi bẩn một chút thôi ạ. Tôi thì có sao thì tôi nói vậy quý vị các bạn ạ. Mua về chiếc xe về là nó như thế nào là tôi để nguyên, tôi quay cho quý vị các bạn ạ. Nếu như dọn rồi tôi bảo dọn rồi, còn nếu chưa dọn tôi bảo chưa dọn, chứ tôi không hay giấu giếm gì quý vị các bạn đây ạ. Đây, những phần sau nó toàn là bụi thôi nhá. Vì là chủ xe đi đến 5-6 năm rồi, như thường là người ta không dọn xe nhiều. Như thế này là sạch đấy quý vị các bạn nhé, nhiều người còn bẩn hơn cơ. Đây, những cái này là còn chưa bóc ni lông cơ này. Những cái công tắc ghế này chưa bóc ni lông. Đấy, những cái này chưa bóc ni lông cơ. Cái hàng ghế sau này thì có lẽ còn chưa sử dụng đến quý vị các bạn. Đây, cái hàng ghế sau này cũng còn chưa bóc ni lông ở những cái này cơ. Tôi nghĩ là cái hàng ghế sau này chưa sử dụng đến luôn này. Đấy, tôi chưa mở này. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Khóa thì đã được trang bị này, cốp điện rồi. Đây, cốp điện đây quý vị các bạn. Chỉ cần bấm nút này, bấm được trên khiển cũng được nhé. Cốp điện luôn đấy. À, và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn ạ. Táp bi cửa phía sau bên phụ này cũng còn rất là mới này, rất là đẹp ạ. Và cũng đã có cả rèm này. Đấy, rèm cửa này, rất là tiện này. Rất là tiện ích ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản zin luôn đấy ạ. Ghế bên phụ cũng đã được là trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị các bạn ạ. Ghế bên phụ cũng đã có ghế chỉnh điện rồi nhé. Về cái phần nội thất và ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Tôi sẽ mở cái nắp cabo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nào. Đấy. Đây là cái phần nắp cabo quý vị và các bạn nhé. Ốc cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Đây, ốc cabo nguyên bản này. keo chỉ nguyên bản hết này. Đó, keo chỉ nguyên bản này, quý vị các bạn xem này. Keo chỉ nguyên bản này, cabo nguyên bản hết này. Và cái động cơ này thì thưa với quý vị và các bạn đây ạ, tôi mua về nó như thế nào thì nó còn nguyên như vậy ạ. Chúng tôi cũng còn chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì về cái động cơ này cả. Đó, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có rửa ráy, chưa có đụng chạm gì vào đây ạ. Tất cả những ốc chân máy, ốc mặt máy này này cũng còn nguyên bản hết đấy. Và nó bẩn như thế này đấy ạ. Một chủ từ đầu, sản xuất năm 2015, đăng ký cuối năm 2015 cơ, cho nên là nó còn nguyên bản hết đấy. Sử dụng từ 2015 đến bây giờ thì nó rơi vào khoảng 5-6 năm rồi. Cái máy móc, với cái máy móc như thế này thì còn khá là ổn đấy, chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi. Ít nữa, 1-2 hôm nữa tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ cho chiếc xe này đi là đánh bóng này. Thứ hai, dọn dẹp về cái phần động cơ này để quý vị và các bạn đến xem nó sẽ đẹp hơn. Tôi quay thì tôi lại hay để nguyên cho nó nguyên bản như thế này đấy. Chắc chắn tôi cá với quý vị và các bạn rằng có rất nhiều người lại thích nguyên bản như thế này, nhưng cũng có rất nhiều người lại thích nó phải dọn dẹp, nó sạch sẽ, đẹp đẽ, nó mượt mà lên cơ. Đấy thì mới thích. Cho nên là tôi thì cứ sao tôi để cứ quay như thế vậy đấy. Là quý vị và các bạn đến xem. Ví như mà không ưng thì tôi sẽ dọn dẹp xong rồi tôi lại mời quý vị và các bạn đến xem để thấy nó sẽ khác như thế nào, từ lúc chưa dọn nó sẽ như thế nào và dọn xong rồi thì nó sẽ như thế nào đấy ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm những chiếc xe 7 chỗ Hyundai Santa Fe máy dầu thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Số điện thoại này chúng tôi để ở góc phía dưới, phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu này đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 840 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 840 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ, sản xuất năm 2015, phiên bản đặc biệt này ạ. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.